Sau thành công của tác phẩm Tình Người Duyên Ma năm 2013, Mai Davika nổi tiếng khắp châu Á và được mệnh danh là ma nữ đẹp nhất Thái Lan, từng là một trong số những diễn viên hàng đầu xứ chùa vàng. Ở thời điểm hiện tại, dù tiếng tăm của Mai Davika không còn vang dội như trước đây, nhưng cô vẫn là cái tên bảo chứng roi tiền cho các dự án phim. Tại Việt Nam, tên tuổi cô trở nên nổi tiếng sau khi người đẹp tham gia MV Chạy Ngay Đi của Sơn Tùng MTB năm 2018. Mai Davika sinh năm 1992, mang trong mình hai dòng máu Thái Bỉ, nên cô sở hữu chiều cao ấn tượng cùng nét đẹp khiến người đối diện phải mê đắm. Chính bởi vậy, ngay từ năm 13 tuổi, Mai đã lọt vào mắt xanh của các ông lớn trong ngành giải trí. Thời điểm đó, cô bắt đầu tập tành diễn xuất trước ống kính với tư cách là người mẫu quảng cáo. Sau đó, cô nhanh chóng gia nhập đài truyền hình hàng đầu Thái Lan CH7. Dù vậy, mãi đến năm 20 tuổi, Mai Davika mới chính thức bén duyên với con đường diễn xuất với dự án Ngao Kamathep đóng cùng World Chocolate. Chỉ một năm sau vai diễn đầu tay, Mai đã một bước thành sao khi oanh tạc cả màn ảnh châu Á cùng bom tấn đình đám Tình Người Duyên Ma. Bộ phim kinh dị do đạo diễn Banyeon Bansanthanaku thực hiện tạo nên cơn sốt về doanh thu phòng vé ở Thái Lan. Tình Người Duyên Ma trở thành tác phẩm điện ảnh có doanh số cao nhất màn ảnh xứ chùa vàng khi thu về 33 triệu USD. Nhờ phim, nữ diễn viên khi đó tròn 21 tuổi, nhận được 9 giải thưởng cá nhân. Trong đó, giành giải nhất là giải Diễn viên chính xuất sắc do Hiệp hội Phim ảnh Thái Lan trao tặng. Thời điểm năm 2013, Mai Davika trở thành nhân vật được giới trẻ săn lùng. Từ hình ảnh ngày bé, gia đình đến công việc hiện tại của cô, tất cả đều lọt vào tầm ngắm của giới truyền thông. Trước sự nổi tiếng quá bất ngờ này, đáng mừng là Mai vẫn giữ được phong cách làm việc chuyên nghiệp, sự niềm nở, thái độ hòa nhã với các đồng nghiệp và cả fan hâm mộ như trước đây. Thời điểm này, Mai cũng vướng phải lùm xùm lợi dụng tên tuổi và sự nổi tiếng để hết giá cát xê lên đến 6 chữ số. Trước những tin đồn làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của bản thân, Mai không ngại lên tiếng phủ nhận. Cát xê hiện tại của tôi vẫn như cũ. Như chị quản lý Cloud đã nói, nếu khách hàng hài lòng thì chúng tôi mới tăng thêm phí, nhưng không phải tăng 6 con số như tin đồn đã đưa. Nếu bộ phim có kinh phí đắt đỏ, cát xê có tăng thì tôi vẫn là Mai Davika như trước mà thôi. Tin đồn làm tiểu tam và những lần đối đầu dư luận. Nổi tiếng đi kèm với tai tiếng, từ ngày tên tuổi đi lên cũng là lúc mà sự nghiệp của Mai dần chững lại vì loạt scandal không đáng có. Thời gian Mai và Mario Moro đóng cặp cùng bộ phim bom tấn Tình Người Duyên Ma. Quan hệ giữa Mario và bạn gái cũ gặp nhiều trục trặc, thậm chí hai người đã quyết định chia tay. Đứng trước thông tin này, nhiều ý kiến cho rằng chính Mai Davika là nguyên nhân dẫn đến việc chia tay giữa Mario và bạn gái. Mới 21 tuổi đã phải đứng trước tin đồn làm tiểu tam. Cô gái năm đó nhất định không chịu làm ngơ mà một lần nữa thẳng thắn đáp trả dư luận. Mai khẳng định, giữa tôi và Mario hay các bạn diễn khác cũng như anh chị em trong nhà mà thôi. Về tin đồn kia, tôi cũng chỉ biết cười cho qua chuyện. Thôi thì cứ coi như đang nằm giữa hố bom nên không thể tránh được chuyện này. Chuyện cũng chỉ xảy ra một lần rồi thôi, bởi đơn giản đây chỉ là tin đồn không có thật. Vẫn trong năm 2013, Mai tiếp tục bị tố cáo là kẻ thứ ba đang có mối quan hệ mập mờ với trai đã có chủ, nam nghệ sĩ Tomé Bacchon. Scandal tình ái giữa này được cho là bắt nguồn khi cả hai cùng hợp tác trong bộ phim Taiwan for Sian. Vẫn như thường lệ, cô gái 21 tuổi chẳng ngại đạp đổ dư luận để chứng minh sự trong sạch của mình. Mai khiến cho mọi tin đồn thất thiệt bủa vây phải tự biến mất khi khẳng định. Tôi nói chuyện hay nhắn tin với Tomé Bacchon chỉ đơn thuần như với những người bạn bè bình thường khác của mình. Nếu Tomé gửi tin nhắn cho tôi cũng sẽ phải trả lời lại cho anh ấy. Điều này chỉ đơn thuần là hai người chào nhau. Tình bạn với Byron Pinchonok và cái kết buồn. Mai Davika và Byron Pinchonok cùng đầu quân về nhà đài CH7. Tình bạn của Mai và Fern đẹp đến độ khiến nhiều người còn hiểu lầm rằng đôi trẻ đang yêu nhau. Chung một quản lý, nên Mai và Fern luôn gắn bó như hình với bóng. Họ là điểm tựa của nhau trong một showbiz đầy rẫy thị phi. Tuy nhiên, bỗng một ngày, cả hai không còn đi cạnh nhau nữa. Lý do chẳng ai biết rõ cả, nhưng cũng có không ít những lời đồn xoay quanh sự đổ vỡ này. Khi cả hai còn chung quản lý, Byron không thực sự được coi trọng. Từng có xuất phát cao điểm hơn bản thân, nhưng ngót nghét 5 năm tuổi trẻ, Byron không có cơ hội chứng tỏ năng lực. Từ tình đầu quốc dân của nhiều mọt phim Thái, Byron trước năm 2017 được gọi với cái tên bạn thân của Mai Navika. Đây chính là lý do mà Byron quyết định rời khỏi đài 7, rời quản lý Kalao và rời xa các cô bạn tri kỷ. Cũng có người lại cho rằng, vì Byron quyết định công khai chuyện yêu Top Yaron nên Mai đã chủ động cạch mặt, bởi trong mắt Mai, Top Yaron không phải một người được tốt. Chẳng biết phỏng đoán này có đúng hay không, nhưng hiện tại, Byron đã chia tay Top được một thời gian rồi. Dĩ nhiên, có vì lý do gì đi chăng nữa, thì Mai cũng đã từng có những ngày tháng sống hết mình vì tình bạn, lo lắng và coi Byron như người thân ruột thịt. Ở thời điểm hiện tại, họ vẫn theo dõi nhau, nhưng đáng tiếc là chẳng thể thân thiết như trước. Tình cảm thăng hoa với đạo diễn trẻ tuổi. Sự nghiệp có phần chững lại trong một năm qua, nhưng mỹ nhân Thái vẫn được chú ý vì mối tình hạnh phúc bên bạn trai, Tơ Chantavit.
Trên trang cá nhân, cặp sao thường xuyên đăng ảnh tình tứ bên nhau. Thơ Chantavit hay tặng bạn gái hoa và bánh kem trong các dịp quan trọng. Bạn trai của Mai Davika, tên thật là Chantavit Dhanashevi, sinh năm 1983. Trước khi trở thành người mẫu, diễn viên, anh theo học Đại học Chulalongkorn, trường danh giá nhất Thái Lan và tốt nghiệp thạc sĩ ở Australia. Cặp sao quen nhau sau bộ phim Tình Người Duyên Ma vào năm 2013. Khi đó, Mai đóng vai ma nữ Nak, còn Thơ Chantavit là biên kịch của phim. 4 năm sau, họ tái hợp trong phim Nhân Cách Trong Em. Không yêu đương kín tiếng như nhiều cặp đôi trong showbiz khác, Mai chọn cách công khai cho cả thế giới biết mối quan hệ của mình. Cô vẫn luôn như vậy, thẳng thắn trước dư luận và không thích che giấu bất cứ chuyện gì. Tình yêu của cô bình dị, không phô trương nhưng vẫn đủ để cả thế giới biết rằng Thơ là của Mai, đừng ai động vào. Có lẽ lần này Mai đã thực sự chọn đúng người, chàng Thơ vui vẻ, ngọt ngào khiến Mai nhận ra rằng tình yêu là một điều tuyệt vời, là những gì làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc vào cuộc sống này.